trái tim giàu tình yêu thương. Ta có điều kiện thì chúng ta hãy dành chút thời gian, chúng ta đến đấy, hoặc là có thể đưa con trẻ của mình á, để đi đến đấy, để mình đến những cái nơi mà trẻ mồ côi, thăm hỏi, động viên cũng như là chia sẻ tặng quà. Vui lắm anh, cuối cùng mình thấy người được lợi nhất có khi lại là mình. Cho những em nhỏ được trải nghiệm khi mà các em thấy được những hình ảnh thực tế như vậy, các em sẽ cảm thấy trân trọng từng giây phút mà mình đang có, cũng như là biết chia sẻ với những người xung quanh. Chị Hồng Thơm với những trải nghiệm của mình sẽ chia sẻ điều gì trong việc nhìn ra được tầm quan trọng của giáo dục đúng cách dành cho trẻ nhỏ và nhìn ra được giá trị của cuộc sống. Xin gửi lời chào bình an và lời chúc tốt lành đến quý vị. 24 giờ trôi qua, chúng ta gặp nhau để chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống. Giờ này thì quý vị hay làm gì ạ? Trước khi có một giấc ngủ ngon, chúng tôi hay mang đến những khoảnh khắc kỳ diệu trong cuộc sống, những cái thông tin hữu ích, có những cái câu chuyện hay. Và ngày hôm nay chúng ta gặp chị Hồng Thơm. Tôi hy vọng chị cũng sẽ mang cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị. Xin chào chị Hồng Thơm ạ. Dạ, xin chào anh Thành Vinh. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Rất là vui vì hôm nay được lời mời của ban tổ chức nên là Hồng Thơm được có mặt tại đây để mà cùng giao lưu, chia sẻ câu chuyện với lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Với mỗi người á, có những khoảnh khắc nó đến một cách khách quan, nhưng có những người cũng chủ động để tìm những khoảnh khắc cho mình. Thế thì với chị Thơm, có những cái khoảnh khắc nó đến với chị một cách tự nhiên hay là chị chủ động tạo nên cái điều kỳ diệu cho bản thân mình? Quả thật là trong tất cả chúng ta thì trong cuộc đời, những sự đã trải qua thì đều để lại những cái dấu ấn phải không ạ? Thì riêng với cá nhân của Hồng Thơm ấy, xảy đến với mình bầu nhiệm, nhưng mà có những cái cột mốc mà mình lên kế hoạch mình thực hiện. Để mà có được cái khoảnh khắc ngọt ngào á thì phải nâng niu và chất chiêu những cái khoảnh khắc nó đến với mình. Chúng ta không biết nắm giữ rồi nó lại trôi qua. Bây giờ chúng ta sẽ đến khoảnh khắc đầu tiên. Nếu được chọn một khoảnh khắc, chị Thơm sẽ chọn khoảnh khắc nào? Câu hỏi này quả thực là cũng hơi khó trả lời tại vì nhiều khoảnh khắc lắm ạ. Nếu mà chọn là một khoảnh khắc, em nghĩ là khoảnh khắc mà có ý nghĩa nhất đối với em đó chính là khoảnh khắc lần đầu tiên em được gặp con gái của em sau khi mà chúng em đã kết hôn 10 năm. Cái khoảnh khắc lần đầu tiên được nhìn thấy thiên thần bé bỏng của mình á, thực sự mà nói cái giây phút mình được làm mẹ ạ, mình cảm thấy là rất là may mắn và hạnh phúc nhất trong thế giới. Được biết để có một thiên thần nhỏ, chị cũng đã phải chờ đợi rất là lâu đúng không chị? Bởi vì cái khoảnh khắc nó đến là nó vỡ òa những cái cảm xúc. Từ cái khoảnh khắc đó chị nhận ra những điều gì nhỉ? Em vẫn thường hay chia sẻ với lại đồng nghiệp cũng như là cộng sự và học viên là người thầy lớn nhất trong cuộc đời của em thì đó chính là con gái của em. Vì sao ạ? Cái khoảnh khắc khi mà mình được làm mẹ, mình biết trân quý sự sống ở trong cuộc đời này. Sau cái sự kiện sinh em bé, em đã thay đổi thành một người gần như một người hoàn toàn mới. Trước đó thì em là giám đốc quản lý cho ngân hàng. Khi mà có con ấy thì lúc đấy tâm trí của em cũng như là tình yêu thương của em thì đều hướng về trẻ con. Cho nên là em đã quyết định chuyển sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới làm về giáo dục sớm. Mà nền tảng triết lý ở đây chính là gieo trồng nhân cách gặt hái thành công. Và thứ hai đó là thay vì trước đây á thì là mình cứ tập trung vào những cái chỉ số KPI thì sau này thì cái chuyện đấy đối với mình nó không còn nhiều ý nghĩa nữa. Nhiều người sẽ thắc mắc, chị nói là chị đang ở một cái vị trí khá tốt ở ngân hàng là giám đốc nữa mà từ bỏ nó hết để chọn một cái con đường mới, mà Vinh nghĩ rằng nó cũng bắt nguồn từ thiên thần nhỏ của mình. Mình đã muốn làm nhiều điều không chỉ cho con của mình và cho nhiều em nhỏ khác nữa đúng không chị? Dạ đúng rồi ạ. Em cảm thấy em là một người mẹ may mắn, một người mẹ hạnh phúc, cho nên là con chính là cái nguồn động lực để cho mình tham gia cũng như là cống hiến vào cho các đứa trẻ nhỏ, đặc biệt là những bé mà kém may mắn mà thiếu cha thiếu mẹ. Thì ngoài những cái hoạt động chuyên môn liên quan đến lĩnh vực về giáo dục sớm, giáo dục về phẩm chất nhân cách thì em cũng có những cái sự là chủ động tham gia các cái hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cho những trẻ em mà mồ côi khuyết tật ạ. Em cảm thấy là cuộc đời này nó có rất là nhiều cái giá trị và ý nghĩa chứ không phải chỉ là những cái thước đo mà như trước đây em vẫn suy nghĩ ạ. Đôi khi á nó qua một cái sự việc cụ thể thì mình sẽ nhận ra nhiều cái giá trị khác mà mình cứ tưởng trước đây nó là tất cả, nhưng rồi một khoảnh khắc nó đến với mình và từ cái đó mình nhận ra được là giá trị của cuộc sống đôi khi nó bằng tình yêu thương và cái sự cho đi nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ nhắc đến cái khoảnh khắc mà chị đã ấp ủ và đã mang những cái dự án như hạt giống tâm hồn đến cho mọi người. Trong cái chương trình Festival Business vừa rồi dành cho nữ lãnh đạo các doanh nghiệp ấy ạ, hội nghị đấy là của câu lạc bộ Hội Liên hiệp phụ nữ nữ lãnh đạo toàn cầu tổ chức. Em rất là may mắn và vinh dự khi được bình chọn và tôn vinh là top 50 nữ lãnh đạo của năm
2020. Bản thân em rất là bất ngờ và cảm kích bởi cái sự quan tâm cũng như là công nhận. Trước khi làm ấy thì thực sự là em không có nghĩ gì nhiều đâu ạ. Vì là những cái đợt thiện nguyện liên quan đến cứu trợ bà con miền Trung, em cảm thấy rất là vui vì mình đã lăn xả và mình đã có mặt kịp thời cùng với lại bà con trong những cái bối cảnh mà bị lũ lụt ngay trong cơn bão. Em đã đi vào trong cái khu vực sâu á, giáp với biên giới Việt Lào. Em chứng kiến cái cảnh mà dân tộc thiểu số ấy, 8 thôn mới có một cái trường thôi, mà trường thì bị sụp hoàn toàn, thì các con không có sinh hoạt được ạ, không ở được. Em đã cũng khởi tâm cùng với cộng sự của mình ấy, xung phong để làm cái công trình đấy, khôi phục toàn bộ cho các con hơn 300 bé để có thể có chỗ nội trú để mà đến trường ấy. Và thứ hai nữa là những cái chương trình giáo dục thì chúng em vẫn thường làm, chúng em đều có tranh thủ những cái quỹ thời gian cũng như là nguồn lực á, để mình đến những cái nơi mà trẻ mồ côi, thăm hỏi, động viên cũng như là chia sẻ tặng quà, thì mình cảm thấy vui lắm anh. Cuối cùng mình thấy người được lợi nhất có khi lại là mình, tại vì là mỗi một khoảnh khắc mình đến đấy, các bé nhìn thấy mặc dù chưa gặp trước đó, nhưng mà khi đến ý là các bé xoắn xuýt quấn vào người mình luôn á, quặp chân vào luôn, rất là thích được vỗ về, được yêu thương. Mình thấy được rằng ở trên đời này đúng là không có cái gì quý bằng cái tình thân ý ạ. Ta có điều kiện thì chúng ta hãy dành chút thời gian, chúng ta đến đấy, hoặc là có thể đưa con trẻ của mình á, để đi đến đấy, để các em có thể là chia sẻ với các bạn nhỏ khác. Và thứ hai nữa là thông qua việc chia sẻ đó thì các em cảm nhận được mình may mắn như thế nào, cũng sẽ biết trân trọng cuộc sống này nhiều hơn ạ. Có hai cái ý mà Vân rất là thích là chị Hồng Thơm chia sẻ. Thứ nhất đó là khi mình cho đi, cái lợi có khi chính là mình. Khi mình đi đến những nơi khó khăn, thấy được những mảnh đời đó mình giúp đó, thì chính mình là cái người cảm thấy hạnh phúc và mình học được rất là nhiều. Và ý thứ hai là Vân rất là thích chị nói, cho những em nhỏ được trải nghiệm. Khi mà các em thấy được những hình ảnh thực tế như vậy, các em sẽ cảm thấy trân trọng từng giây phút mà mình đang có, cũng như là biết chia sẻ với những người xung quanh. Trong các chuyến hành trình của chị á, cho những em nhỏ được trải nghiệm thế nào? Các cái chương trình đào tạo mà trải nghiệm thực tế thì là chúng em cũng đã thiết kế đưa vào trong mô đun của chương trình những cái ngoại khóa rồi. Bé nhà em thì mới đang ở tuổi mầm non, thành ra là đúng kế hoạch tháng 8 vừa rồi là em đưa bé đi, thế nhưng mà lại dính vào đúng vào cái dịp mà cách ly Covid. Thế nhưng mà thông thường ấy thì khi mà em đi công tác thì những cái chương trình đấy về là đều tâm sự kể và mở hình ảnh cho con xem ấy, thì em thấy là con cũng có cái sự đón nhận. Và hàng ngày các con khi mà thực hành cái hạt giống vườn tâm hồn về hạt giống yêu thương á, thì các con cũng định hình ra được là điều đó là quan trọng và cần thiết. Và những cái xem những cái video clip mà các bạn nhỏ ở những trại trẻ mồ côi, các bạn ấy vui như thế nào khi mà có người đến thăm ấy, thì là bé còn rất là nhỏ thôi, nhưng mà em thấy là bé cũng cảm nhận được. Và cũng từng bước em cho bé hướng thực hành, bắt đầu từ trong gia đình ấy ạ. Và ở nhà em thì cũng có con heo đất ấy, ví dụ như là lì xì, hay là những cái dịp mà được thưởng thì bảo vậy chứ là con để dành vào trong đây, để mai mốt thì con mang đi, con chia cho các bạn ấy. Em thấy là bé tự nói được cái điều đấy thì mình cũng cảm thấy là rất là ấm áp, rất là vui. Tại vì về tài năng hay là trí tuệ thì sau này các con rèn luyện học tập mà có, nhưng mà cái phẩm chất và nhân cách ấy, thì em nghĩ là đấy là cái điều đầu tiên và quan trọng nhất. Khi mà bé có được tình yêu thương và bé được có được cái tấm lòng mà muốn giúp đỡ người khác ấy, thì em tin là bé sẽ có cái nội lực, có cái động lực để bé nỗ lực, để bé phấn đấu, để bé có thể thực hiện được cái mục đích cao đẹp ấy ạ. Cái việc giáo dục chúng ta đang chăn trở rất nhiều, việc làm sao cho các em có một nền giáo dục tốt nhất, thì có nhiều người nói với Vinh này, thật ra cũng không mong con của mình tài giỏi làm cái gì cao lớn đâu, cứ cho các bé làm sao mà ngay từ nhỏ biết yêu thương những gì xung quanh của mình, cỏ cây hoa lá, bạn bè và những cái môi trường sống xung quanh, làm sao cho các con hạnh phúc nhất cái lứa tuổi đó, và con cứ thế phát triển lên. Tôi tin chắc rằng như thế, những cái mầm non mới á, được sống trong môi trường như thế, chúng ta sẽ có những công dân tuyệt vời. Và chị cũng là một cái đại sứ nhân ái trong cái hành trình kết nối ước mơ Việt Nam để ươm mầm những ngôi sao tài năng Việt. Chị nói gì về cái việc mà chị cũng đang ước mơ được ươm mầm những tài năng để hướng tới những giá trị xanh tươi và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này? Cái đấy là không, em nghĩ là không phải chỉ riêng em đâu, mà bất cứ ai, đặc biệt là những người đã làm cha làm mẹ, thì cũng đều có cái mong muốn những em nhỏ được sinh ra trong một cái môi trường mà có tình yêu thương, và các em được ươm những cái mầm, những cái hạt giống một tâm hồn từ nhỏ. Tại vì cái môi trường học tập và phát triển của con nhỏ rất là quan trọng, có thể là quyết định đến tương lai của đất nước và cũng là của thế giới ạ. Cái mà em cho là gốc rễ cũng như là đỉnh cao của giáo dục và đào tạo, cũng như là khi nói về một con người, cái điều quý nhất chính là cái phẩm chất và đạo đức nhân cách ạ. Cái tình yêu thương đó nó sẽ kết nối tất cả.
cụ Nguyễn Du đã từng nói mà, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Yeah. Đúng không? Trước khi chúng ta nói tài năng thì chúng ta phải có cái tấm lòng. Và cái tấm lòng đó nó sẽ kết nối mọi giá trị. Khi mà thế giới mở này rồi thì cuối cùng chúng ta vẫn hướng vào nhau là kết nối bằng cái tình yêu thương, kết nối bằng cái tấm lòng và chúng ta kết nối bằng những giá trị mà chúng ta trao gửi đi nữa. Bây giờ còn lại thì chúng ta sẽ nói về hạnh phúc này. Chị có một cái danh xưng gọi là Happy Hồng Thơm đúng không chị? Tên này là cái tên mà tiến sĩ kỷ lục gia thế giới Trần Quốc Phúc là người mà khai sáng, tức là sáng lập ra những cái hạt giống của vườn tâm hồn á, cũng là cộng sự của Hồng Thơm gán cho em lên nhãn như vậy, cho nên là em cảm thấy đúng là hạnh phúc hơn kể từ khi em được gọi cái tên đấy ạ. Thầy thì học một số cái chương trình phát triển bản thân ở nước ngoài ấy, thì là có gặp và thầy mời về làm giám đốc điều hành cho Học viện Richter vườn tâm hồn á, thì thầy nói là tôi nhìn thấy ở chị một cái năng lượng rất là tích cực và cứ nhìn thấy chị là tôi thấy vui. Mọi người tôi cũng đều cảm thấy như thế. Tôi nghĩ là chị nên chọn cái tên như thế. Em cũng cảm thấy nó giống như là một món quà ấy. Và thứ hai nữa là hạnh phúc cũng là cái điều mà em hướng tới. Và em nghĩ là mình muốn làm những điều tốt đẹp thì bản thân mình phải hạnh phúc trước cái đã. Hoặc là khi mình gặp người ta, mình phải cho người ta cái cảm giác vui cái đã. Thì lúc đó mình mới tính tiếp những cái chuyện khác, phải không anh ạ? Để có được cái sự hạnh phúc ấy thì em nghĩ là quan trọng là mình phải có một cái khả năng độc lập và mình cũng phải có được một cái sự tự chủ trong cuộc sống. Nếu như mà theo thước đo của số đông ấy thì người ta có thể người ta nói là phải bằng cấp như thế này, phải bằng này tiền hay là phải vị trí như thế này. Thì thực ra em cũng có một thời để mà nỗ lực phấn đấu, khi mình tích lũy được tất cả những cái điều đấy rồi á thì mình thấy đó có phải thực sự là ý nghĩa cuộc đời của mình hay không. Và khi em sinh em bé xong ấy thì em mới đặt câu hỏi, thế thì mục đích sống trong cuộc đời này của mình là gì đây? Chính cội nguồn của mình, vì sao mình được sinh ra trên cuộc đời này. Và khi mà mình hiểu được, mình trả lời được câu hỏi đó thì mình sẽ xác định được rằng mình sống, mình sẽ trân trọng được từng khoảnh khắc và mình sẽ sống có ý nghĩa. Trò chuyện với chị, Vân cũng thấy chị tỏa ra cái năng lượng rất là tích cực. Nhìn ánh mắt, nụ cười, cái cách chị trao đi á, Vân cũng cảm thấy được là cái năng lượng đó đang được truyền đi. Và đúng như vậy, mục đích cuối cùng của chúng ta sinh ra, tồn tại và hành động và làm việc mỗi ngày để làm gì ạ? Có phải chúng ta hướng đến giá trị hạnh phúc không? Khi chúng ta hạnh phúc và chúng ta biết cho đi cái hạnh phúc mình đang có để cùng với mọi người tạo ra những giá trị mới cho cuộc sống thì còn gì bằng nữa. Và ít phút chúng tôi trao đổi thì chúng tôi cũng mong muốn mang những khoảnh khắc tích cực gửi đến quý vị. Ngày hôm nay được gặp chị Hồng Thơm, một ít phút chị trao đổi thôi nhưng mà Vinh cũng rất là cảm ơn chị đã trao gửi những cái thông điệp, những cái ý nghĩa mà chị đã trải qua, chị đã trải nghiệm và chị cũng đã cho đi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho chị sức khỏe và hạnh phúc với những công việc mà chị đang theo đuổi. Dạ, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Thành Vinh. Cảm ơn ban tổ chức chương trình Khoảnh khắc cuộc đời của Đài Truyền hình HTV. Em cũng hy vọng rằng thông qua chương trình này thì chúng ta cũng sẽ có một cái cảm xúc tốt đẹp hơn và không chỉ riêng em mà ngày càng có nhiều người quan tâm tham gia chương trình cũng như là lan tỏa giá trị của khoảnh khắc cuộc đời. Và em tin là ai sống ở trong cuộc đời này cũng sẽ có được những cái khoảnh khắc tuyệt vời để có thể chia sẻ cho các anh chị em ạ. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn được gửi trao đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã đón nhận và yêu thương chương trình vào khung giờ quen thuộc 22:45 trên HTV9. Còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.